Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng quản trị, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân cho 290 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được quán triệt triển khai luật căn cước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hướng dẫn kỹ năng công tác tuyên truyền luật căn cước 2023, giới thiệu nội dung mới trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của luật căn cước, quy trình đăng ký cư trú và hướng dẫn sử dụng phần mềm cư trú trong quá trình thực hiện với các nội dung như điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, giải quyết tách hộ, đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, khai báo, tiếp nhận thông tin về cư trú đối với người không có nơi thường trú, tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, quy trình thực hiện ký số. Để đưa các sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Phúc vươn xa đến các thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, các doanh nghiệp hợp tác xã đã chủ động tiếp cận thị trường, đầu tư thiết bị, công nghệ vào sản xuất. Đây được coi là chìa khóa để các sản phẩm OCOP của tỉnh mở rộng và chiếm lĩnh thị trường. Mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chỉ trong một thời gian ngắn, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ cao Minh Anh đã đưa ra thị trường 5 sản phẩm được chế biến từ đông trùng hạ thảo. Hiện 3 trên 5 sản phẩm của doanh nghiệp này đã được xếp hạng OCOP đạt 3 sao và được tiêu thụ rộng khắp trên cả nước. Với công nghệ trong phòng nuôi cấy hiện đại và nghiên cứu đưa nguyên liệu hữu cơ vào sản xuất, các sản phẩm đông trùng hạ thảo của doanh nghiệp đang dần vươn đến thị trường xuất khẩu. Để hướng đến chất lượng thì chúng tôi đang hướng đến sản xuất theo hướng hữu cơ. Ngoài cái hướng sản xuất hữu cơ ra thì chúng tôi còn ưu tiên đến việc nghiên cứu và cũng như là chọn lọc các cái giống chất lượng ngoài cái thị trường Việt Nam ra, thì chúng tôi cũng đang muốn hướng đến các cái thị trường mới là các thị trường ra nước ngoài, ví dụ như là Nhật, Hàn hay là châu Âu. Nắm bắt lợi thế nguồn nông sản của địa phương, doanh nghiệp này đã đưa ra thị trường trên 10 sản phẩm có giá trị về mặt dinh dưỡng, sức khỏe đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm này không chỉ đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh mà còn đạt nhiều danh hiệu về sản phẩm tiêu biểu trong cả nước. Với việc đầu tư vào nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện công ty đã có trên 600 chi nhánh, nhà phân phối trên khắp cả nước. Hiện tại chúng tôi đang hướng tới là tất cả các sản phẩm đạt OCOP. Công ty chúng tôi luôn hướng tới là việc là đa dạng hóa sản phẩm. Chúng tôi có một đội chuyên nghiên cứu để mà ra các cái sản phẩm mới để phù hợp với khách hàng, phù hợp với thị trường trong nước hay cũng như ngoài nước. Với hơn 100 sản phẩm OCOP đã được xếp hạng từ 3 sao trở lên, tiềm năng thị trường cho các sản phẩm OCOP của tỉnh là rất lớn. Nhiều sản phẩm OCOP được đầu tư công nghệ sản xuất, chế biến hiện đại, thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, có xuất xứ sản phẩm rõ ràng, không chỉ cạnh tranh được với thị trường trong nước mà còn đang từng bước vươn mình ra thị trường nước ngoài, khẳng định vị thế, thương hiệu của các sản phẩm mang đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc đến bạn bè trong và ngoài nước. Cùng với nhiều phương thức giải quyết việc làm cho người lao động tại nông thôn thì xuất khẩu lao động cũng là hướng đi được nhiều người lựa chọn. Qua các tổ chức, hội, đoàn thể, các chính sách hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, đơn hàng đi lao động nước ngoài được thông tin, cung cấp đến người lao động kịp thời. Những năm gần đây, công tác giải quyết việc làm cho người dân đã được xã Quang Yên chú trọng, qua đó tạo việc làm tại chỗ hoặc việc làm tại các khu công nghiệp và đi xuất khẩu lao động có thời hạn tại nước ngoài. Xã đã giao các hội đoàn thể tạo cầu nối đến các cơ quan, đơn vị, ngân hàng chính sách, hỗ trợ vốn vay, chính sách học nghề, cung ứng người lao động theo các đơn hàng có công việc đáp ứng yêu cầu của các thị trường. Năm 2023, toàn xã đã có 35 lao động địa phương đi xuất khẩu lao động. Đến hết tháng 5 năm 2024, cũng đã có 14 lao động đi làm việc nước ngoài, chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Kết nối với lại các công ty xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh để giới thiệu các cái lao động, ví dụ như là các lao động là học hết cấp 3 thì có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và có nhu cầu là đi tham gia thực tập sinh, tham gia là du học. Qua thời gian lao động có thời hạn tại thị trường Nhật Bản với công việc thuộc ngành xây dựng, anh Trần Văn Ngọc, thôn Xóm Mới, xã Quang Hiền, huyện Sông Lô, trở về địa phương đã có vốn trang trải được cuộc sống cho gia đình, bắt tay ngay vào công việc chăn nuôi, làm kinh tế. Tôi đi xuất khẩu lao động được 4 năm. Thì sau khi đi xuất khẩu lao động về, cái nguồn vốn, số tiền của tôi thì
Lúc đầu tôi đầu tư trang trải gia đình và xây dựng nhà cửa cho bố mẹ. Sau đó còn dư thì tôi để làm phát triển kinh tế. Qua các kênh tuyên truyền, tư vấn thì lao động nước ngoài qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chủ yếu đến thị trường Nhật Bản làm việc. Tuy nhiên, thời gian gần đây do yếu tố tỷ giá và khách quan về công nhận lao động chính thức nên trung tâm đã tìm hiểu kết nối thêm nhiều thị trường khác nhằm mở rộng cơ hội cho người lao động có việc làm. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu và triển khai mở rộng cái thị trường lao động tại Hàn Quốc, thị trường lao động tại Đài Loan và một số thị trường lao động châu Âu. Năm nay thì cho đến giờ phút này, hết quý 1 thì chúng tôi đã triển khai tư vấn và giới thiệu được 50 lao động. Xuất khẩu lao động tiếp tục trở thành cầu nối nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Với công việc nguồn thu nhập đảm bảo, người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài mở ra cơ hội phát triển kinh tế, ổn định việc làm cho người dân tại địa phương. Thời gian qua, Công an thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp mạnh nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố Vĩnh Yên đã huy động nhiều lực lượng tuần tra ban đêm, trấn áp nhiều đối tượng vi phạm. 19 giờ 30 phút, tổ công tác 141 gồm nhiều lực lượng tham gia của Công an thành phố Vĩnh Yên thực hiện hóa trang tuần tra lưu động. Chỉ sau 30 phút, hàng chục phương tiện vi phạm giao thông đã được đưa về xử lý. Phần lớn đều do thanh thiếu niên điều khiển. Trong số đó có nhiều phương tiện đã được các thanh niên độ pô như thế này. Thậm chí một số phương tiện còn được các thanh niên ngụy trang biển số xe để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Có những em thì cố tình thay đổi công năng của gương chiếu hậu chỉ vì cho nó đẹp. Em chỉ muốn cho nó đỡ vướng với lại cho nó đẹp thôi. Phần lớn các trường hợp bị lực lượng công an kiểm tra đều không đội mũ bảo hiểm, đi xe không có biển số hoặc lạng lách đánh võng, hú hét trên đường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Hành vi xâm phạm của em là đi xe không đội mũ và đi đường có hò hét. Tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các tổ công tác 141 triển khai đồng bộ các biện pháp công tác từ hóa trang tuần tra lưu động kết hợp cắm chốt công khai, kịp thời phát hiện trấn áp nhiều đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao gây rối trật tự công cộng, thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện liên quan. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối kết hợp với các lực lượng nghiệp vụ của công an thành phố sẽ duy trì kế hoạch này trong một thời gian dài với phương châm ra quân xử lý đối với các hành vi vi phạm như lạng lách đánh võng, nẹp bô gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Qua kiểm tra và xử lý, nhiều trường hợp bị bắt giữ có tuổi đời còn rất trẻ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn. Đây là vấn đề đáng quan ngại bởi lẽ việc thiếu sự quản lý của gia đình sẽ dẫn đến tội phạm vị thành niên. Cơ quan công an cũng khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, có biện pháp quản lý con em mình để không tụ tập, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, dẫn tới vi phạm pháp luật.